Ôi, nhổ đá luôn. Hello, chào mọi người đến với kênh Sơn Hỏa Tây Bắc của mình nha. Hồi xưa cái bãi Hát Xoan này đẹp lắm nha mọi người nha. Thì nhà nước họ khai thác vàng ấy thì đào bới các kiểu lên thì bây giờ nó không còn đẹp như hồi xưa nữa. Đây là bãi Hát So của huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La nha mọi người. Thì ở đằng sau bên kia thì cũng có sông chảy, cũng có nước chảy như bên này nha mọi người. Cái bãi nhìn trên cao rất là đẹp luôn. Đi được không đây? Nước chảy xiết quá. Cứu Tuấn nha, cẩn thận nhá, tí anh em phải xuống tận Lào vớt đấy. Ok, thế là anh em đã vượt biên thành công. Sau những cú ngã xòe trôi sông thì anh em cũng đã vượt biên thành công rồi. Xin chết đuối. Giờ tìm địa điểm thôi. Tôi sẽ đi tìm chỗ để cắm trại nhá. Tôi sẽ tìm chỗ nào sạch sẽ bằng phẳng để anh em tôi cắm trại ở đây. Đây chỗ này được này. Chỗ này được này Tuấn ơi. Chỗ này bằng phẳng này. Tí nữa mà trời lặn là anh em ngồi ở đây hợp lý ngay nhỉ. Đấy, chỗ đây bằng phẳng này. Chỗ nào quay nó hùng vĩ kìa. Bên này họ làm cái gì á? Chặn cá này. Chặn cá này. Kìa, cá nhảy kìa. Ừ, nhiều cá phết. Mấy anh em đang quăng cá tít trên kia. Con lên trái quăng đi. Đây là dòng sông Mã Anh Hùng nhá anh em. Ở dưới kia là cầu cứng của sông Mã kìa mọi người kìa. Con to không? Chưa quăng được cá rồi anh em ạ. Đây anh em tôi sẽ chế chỗ quay gà ở đây nhá anh em nhá. Tí kiếm cái hòn đá mỏng mỏng nhỉ để nướng cá nhỉ. Đấy, Tuấn tiền lẻ đang làm cái gì nhỉ? Đang chế cái này để quay gà nhá anh em nhá. Đây anh em tôi sẽ lợi dụng sức nước quay gà cho đồng chí kia ăn. Đấy, dân thành phố về thăm. Không đủ thì thịt nốt con bò đằng sau kia. Đồng chí đang đi chăn bò. Để đi lên. Dưới xuôi các bạn chưa gặp cái cảnh này bao giờ, nhưng mà trên này nó là chuyện bình dân luôn. Trên này thì đan sọt với cả úp sọt thì thường ngày luôn. Sẽ dựa vào là hay úp sọt. Ngủ thăm nó đi là xong ấy nhỉ. Thì ra là biết luôn. Biết úp sọt ngay. Đủ chưa?
kém đấy. Thì anh em tôi sẽ lên trên kia chặt ít lá chuối về để lót gà nhé, lót đồ ăn. Chút phai lên đi, bình pa. Sáu pa mất bình ý. Dưới kia là trung tâm thị trấn nha mọi người. Ở đây là cái bãi giữa lòng sông này rất rộng luôn. Cái bãi rất là rộng. Đây có mấy cháu đang chăn bò với cả đang nghịch đốt lửa ngoài kia. Trên này là đầu nguồn sông Mã nhá. Đi hết bên này sẽ tới Điện Biên nha mọi người. Nhà máy đang đẻ trứng ngon chưa? Đây cái đồ quay gà tự chế của Tuấn Tiền Lẻ ấy. Tạm thời là đang hoạt động rất là ok nhá. Không biết tí nữa cho con gà vào thì không biết tí nữa có quay được không. Sợ tí cho con gà vào là hỏng ăn thôi. Hiện tại là đang quay rất là trơn. Đấy, khác gì bôi nhớt đâu. Đấy, trên này Long Biên Hòa đang làm chén uống rượu nhá. Đây là chén uống rượu của anh em tôi nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chén thứ 8. Rồi lỗi kỹ thuật tí. Anh em không hiểu ý nhau, phanh con gà ra mất rồi. Đấy, anh em sẽ phải làm lạt để buộc nó nhá. Để buộc giữ ở chỗ kia quay. Dạ, làm có làm không? Thì nó đang làm nước của nó. Đây là ống lòng gà nhá mọi người. Đấy, lòng gà anh em tôi ướp gia vị xong là cho cái ống này đốt lên. Thành lòng gà đam. Hỏng giống ăn rồi anh em ạ. Xe quay mà gà không quay, hỏng ăn rồi. Đây hôm nay hơi đen tí, lỗi kỹ thuật tí. Đấy rồi. Rơi cái đùi ra rồi. Tác phẩm đầu tay của Tuấn Tiền Lẻ nhá mọi người nhá. Nên là chưa chuẩn mấy. Đang sửa lại một tí là tí nữa ngon ngay. Tuấn là chuyên thợ mộc, đóng tủ giường thôi chứ mấy cái này thì chưa quen làm. Đấy. Làm mộc đóng tủ giường đẹp nhất sông Mã ấy. Đẩy từ 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 gà xin thôi. Được lại quân không lấy bới bên này sâu xuống một tí. Đây, tuột mắt gà rồi. Đấy, có phải quay như thế. Gà vàng ngửi thấy mùi thơm ấy. Một cái đầu sao bằng nhiều cái đầu đúng không Tuấn? Một cây làm chẳng nên non. Ba đầu trụng lại. Lên trí khôn ngay nhá. Hôm nay chú anh xin phép cắt cơn của bác. Cắt cơn con này. Đấy, hai ông bạn rất tình cảm.
có miếng thịt chia sẻ nhau. Ngọt, thịt ngọt, dai, ra giòn sứt sứt. Đây, đến người bạn. Dạ, bớt than trong này tí cho nó chín bên này đi. Wow! Đây là cá Pà Păn sông Mã nhá, anh em nhá. Ngon vãi, ăn cả pịa luôn. Ăn cả pịa, cả cứt luôn. Em Khánh gọi. Bị rơi mất cá anh em ạ. Rơi cả chú à? Hỏng ăn rồi. Xong. Xong phim. Cái túi bóng bị thủng. Bóng mỏng quá. Cái hỏng ăn rồi anh em phải mang đi sửa lại. Nhiều tập lắm. Mời anh em ăn món cá đốt bờ sông nhá. Cá sông hơi bé nhưng mà được cái chất lượng cao. Chiều ra sông ăn thơm lắm. Đây là pa bú. Pa bú nhá. Pa bú sông Mã. Pa bú sông Mã nhá. Ngon quá. Mời anh em. Đây là món cá nướng đá của anh em tôi nhá. Đã sôi rồi. Đây là trứng này. Trứng cá này. Cá chê. Rất nhiều trứng. Đây, quên mang mỡ. Nên là nướng khô luôn thôi. Nướng luôn chứ không cần mỡ nhá. Hỏng ăn rồi. Ăn đá vỡ đôi luôn. Đấy, cho dầu ăn vào Quân, có dầu ăn đấy. Đấy. Tiếng mỡ sôi phẹt phẹt. Ngon. Cá nướng đá các bạn ơi. Đây nhá, gà chín rồi nhá anh em nhá. Ui ngon quá mọi người ơi. Thơm lừng luôn. Đây còn một con thì anh em sẽ quay để đây. Thì khi nào ăn hết con kia thì sẽ mang lên ăn cho nó nóng nhá. Đây còn một con nữa. Giống nhau á? Giống nhau mà cá lăng cá chín mà lăng đột đột. Đây là cá nướng đá. Tại Hát So sông Mã. Đột biến cân 1 tỷ à?
Bổ ra chứ. Chỉ có anh này tao vui nhá. Bổ ra lòng rồi. Đây là lòng gà nướng ống tre nhá mọi người nhá. Bổ ra. Thế chú Long ơi. Này nó nguội mất đấy. Già rồi. Tao mà không lấy mày ngồi đấy. Đây, đưa đây cho cháu nó xử lý cho này. Rồi, mời anh em nhá. Mời 500 anh em vùng đồng bằng ăn cơ, ăn gà với anh em miền núi nhá. Anh này của anh này. Ồ, mày thế cơ. À? Đến đúng đoạn hỏa để hết cốc. Ui giời. Cốc mà. Mặt trời chân lý mẹ chói hơi có tim quá kinh quá nhỉ. Nào. Thôi mời anh em thôi nhá. Rồi. Mời bạn gái của Long nhá. Chúc sức khỏe anh em nhá. Bạn gái của tất cả các anh nhá. Chúc sức khỏe mọi người nhá. Em bài kéo pháo đâu. Em là tất cả. Phải nhá. Em xin đã có 10 người yêu luôn. Thơm lưng. Mời mọi người ăn gà không lối thoát của mình nhá. Đến với sông Mã quê mình chỉ có cái món gà không lối thoát này thôi. Mời anh em. Mời anh em nhá, đây là món cá lăng nướng chẩm chéo này. Chẳng may đi mua được ở sông. Vâng, cá nướng đá anh em ạ. Mời anh em nhá, cá nướng đá. Quay sang cái bên kia luôn. Đây hôm nay có em Nhàn. Anh là trước anh em đi ăn cá đốt thì cũng có Nhàn thôi. Lâu lắm không gặp Nhàn, giờ xinh thế. Nhàn ơi. Nhàn. Nhàn. Cô giáo năm anh hỏi tí. Anh sợ sơn sương rồi. Vâng, gái chưa chồng nên là hơi ngại tí anh em ạ. Anh sợ sơn sương. Uống đi. Bây giờ tụt thủy sợ. Hộ nhau tí. Em sẽ đút vào mồm cảnh, đút vào mồm em đi. Nếu mà khóc thì quay lại tầm 50 lần. Thịt gà này nó phải nóng hổi chứ ăn mới ngon các bạn ạ. Đút vào 50 lần. Ê! Gà nó cứ phải xé tay như này, bốc bả như này, tay phải nhem nhem mỡ ăn mới ngon các bạn. Anh gọi cho ai? Ở dưới quê các bạn thì chắc không bao giờ ăn như này. Em trốn về. Làm gì? Đang làm gì mà trốn về? Trống. Mời anh em nhá. Đang bán hàng ấy. Mời anh em ăn món cá lăng nướng trên đá nhá. Bỏ học cả. Bây giờ cứ biết tôi là Lindo ấy. Lindo của cây. Sao câu gà huyền thoại đấy. Sở trường, đúng sở trường của Tuấn Tiên Lẻ. Ngập mồm. Hàm tanh. Chú ghé mặt. Hàm long đâu. Anh em ơi. Mi đầu là mi tất cả. Bơm mi đầu là bơm mi xăng. Lưng song sam khiếp. 1, 2, 3. 2, 3. Một, hai, ba, dư! Ngon quá anh em ơi! Thôi thì anh em mình ăn đến đây là quá tuyệt vời rồi. Thôi thì tất cả anh em mình chào mọi người nhá! Chào mọi người nhá! Anh em kết thúc video ở đây nhá! Ok, ủng hộ cho kênh Sơn Hải Tây Bắc nhá! Mọi người nhớ like và đăng ký ủng hộ anh em mình nhá! Like và cái nách gì nữa ấy! Rồi phải ra Sơn La lên phòng thử. Wow. À, mời anh em nhá. Ở chỗ ngã ba xử lý. Nhà tớ ngã ba xử lý. Cháu còn gì ăn nó ngon quá cho nó ăn hết rồi. Đùa. Nó mà không nổ thì quỷ đâu. Ôi, nổ đá rồi. Vỡ kia kìa, nó đá vỡ kìa. Cái kìa, nướng cá nổ đá kìa. Thôi, dạ đá đi. Tối rồi anh em ạ, à, đi về thôi. Đây anh em đang đốt rác. Bảo vệ môi trường. Bảo vệ môi trường anh em ạ. Cái này mà anh em tôi mà không đốt ấy thì mùa nước lên ấy thì nó sẽ trôi hết về biển nhá. Mọi người nhá. Thế đấy thì anh em tôi là không muốn như thế, anh em tôi đốt hết rác trước khi đi về. Ôi cháy, bay nhảy hết xong này. Khi nào rác cháy hết thì anh em tôi sẽ đi về.
tối lắm rồi anh em.